Mô A Di Đà Phật. Bây giờ Diệu Hiền tiếp tục kể về câu chuyện cuộc đời của chính mình. Thì khi mà nghiệp sắc dục quận chúa Tây An phải đi trả nghiệp, ngày xưa quận chúa Tây An phải hại biết bao nhiêu cô gái trong đau khổ và lừa biết bao nhiêu những người có cả đàn ông cả phụ nữ, thì cái vong hồn oan khuất của người ta đã theo Diệu Huyền. Thì khi những người làm thầy, những người đã khai mở thiên nhãn, Phật nhãn hay thần nhãn, họ cũng có thể đều nhìn thấy hết. Thì cái người mà có duyên khai mở cho Diệu Huyền thì đã nói rằng là có vài chục người nghiệp đi theo để đòi nghiệp của Diệu Huyền, nhưng lúc đó lại là quận chúa Tây An. Thì khi mà quận chúa mang thân này để đi trả nghiệp, thì những người mà quận chúa phải trả nghiệp là những người đàn ông trong mọi hoàn cảnh trong cuộc đời. Có những người họ là, có người thì là người chạy xe ôm, có người là người lái xe, tài xế, có người là công an, có người là công nhân viên chức, có người là kinh doanh buôn bán, có người là cuộc sống nông dân. Có những hoàn cảnh đủ mọi giai cấp. Cho nên là khi mà thân này đi trải nghiệm, thì trong sự trải nghiệm đó biết được hoàn cảnh sống của những người đời là như thế nào, của những người nam nhi, và trải nghiệm chuyện tình cảm đôi lứa phải trải qua sự đau khổ như thế nào. Thì khi mà trải qua nhiều hoàn cảnh như vậy, nhiều người đàn ông như vậy, thì trái tim và nhận thức về tình yêu đôi lứa hay về cuộc đời, thời điểm đó Diệu Hiền đã cảm thấy bất cần cuộc đời, muốn xả bỏ tấm thân này, nhưng vì nghiệp chưa trả xong nên không được chết. Còn sống ngày nào thì lại cứ bị dẫn dắt đi gặp, đi quen, đi thương hết người này đến người khác. Có những khi Diệu Hiền phải trả, có những khi Diệu Hiền phải bị dẫn xác mà quận chúa Tây An đưa xác đi trải nghiệm. Có những lúc một ngày Diệu Hiền có thể gặp 2-3 người trong cùng một ngày, nhưng khi làm chuyện sắc dục thì con chính là người chịu trách nhiệm lo việc sắc dục. Thì khi làm công việc đó thì con cũng không có phải là vui vẻ gì, bởi vì đó là trách nhiệm của chúng con thôi. Nhưng mà hồi ly chúng con chưa được thân người, bây giờ chúng con phải làm việc. Chúng con cũng có những nỗi khổ riêng, cũng mong muốn mình sẽ được thân người, được có một sự hạnh phúc, và lấy cái bài học đó của quận chúa và lấy bài học của chính mình mà sau này và từ bây giờ con quyết định một lòng hướng Phật và tu hành, không tạo tội nghiệp nữa. Dù biết rằng con chưa được thân người, thì khi làm linh thú con cũng từng giết hại hay hoặc là tạo tội nghiệp với những người khác, thì con không dám mong rằng sau những kiếp sau nghiệp của con sẽ nhiều hay ít, nhưng con cũng chấp nhận để mà trải nghiệm, sám hối trải nghiệm và tu tiến đi lên A Di Đà Phật. Cho nên mà khi nhìn vào một người nào đó trong cuộc đời này, chúng ta không thể phán xét được người đó, bởi vì chưa chắc mang xác, nhìn vẻ bề ngoài chưa chắc là thần hồn chính của họ.
trong đó có thể là người khác mượn xác hoặc chiếm xác hoặc là được lệnh để mà nhập xác để trải nghiệm cuộc đời. Cho nên con mong rằng mọi người khi nghe, khi thấy trực tiếp, tai nghe mắt thấy cũng chưa chắc là mình đã biết được tất cả mọi chuyện về một con người, về mọi hoàn cảnh ở trước mắt mình. A Di Đà Phật. Thì con biết rằng khi con kể ra những câu chuyện này, những người trong gia đình của Diệu Hiền và tất cả những người thân quen xưa nay hoặc những người sau này nghe thấy biết câu chuyện này cũng sẽ bị sốc, có thể sẽ khinh bỉ, chê bai Diệu Hiền. Nhưng như con đã nói, không phải nhìn vào một cái xác mà mình có thể phán xét được người đó là như thế nào. Bởi vì sau này một người làm chủ của thân xác này sẽ về làm chủ. Bây giờ con chưa được nói ra, nhưng rồi từ từ mọi người sẽ biết. Cho nên con mong mọi người đừng vội phán xét sớm quá. Bởi vì thân khẩu ý, con mong rằng mọi người sẽ không vì nghe cái đoạn phim hôm nay con diễn mà vô tình mình tạo khẩu nghiệp cho mình. Vì con đã luôn theo sát Diệu Hiền, theo sát quận chúa cùng với thấy được cái cảnh đời muôn ức lên căn phải trải qua, muôn cảnh, muôn màu, muôn vẻ. Thì con mới ngộ ra được chúng ta hãy lo tu sửa thân tâm khẩu ý của chúng ta trước, còn lại mọi cảnh đều là trợ duyên cho nhau. Tuy thật mà giả, tuy giả mà thật. Con không có phải là ngồi đây để giảng pháp hay là dạy đời một ai, nhưng con chia sẻ về những gì mà cái xác thân này cùng với con, cùng với quận chúa và những người khác đã trải nghiệm tâm linh cùng với nhau, có những bài học thì hôm nay con xin được nói ra, chia sẻ ra để mong mọi người nghe thấy biết và suy xét. Đừng nên tạo nghiệp cho mình, cho dù chỉ là một lời nói đơn giản nhưng nó còn sắc bén hơn cả lưỡi dao hay là viên đạn. Cho nên con mong mọi người suy xét kỹ. Đây là câu chuyện thứ hai, con xin kết thúc ở đây. Kính thưa khán giả, thì vừa rồi khán giả được xem một đoạn video Diệu Hiền đã chia sẻ về câu chuyện tâm linh mang xác phàm đi trả nghiệp. Thì Lê Thanh cũng xin chúc cho Diệu Hiền sẽ được sức khỏe, được bình an và may mắn. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo về những câu chuyện tâm linh hoặc là những câu chuyện của Diệu Hiền kể sắp tới ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.